Xin được giới thiệu đến quý khán giả một mẫu ốc hóa thạch. Quá trình hóa thạch hình thành hàng triệu triệu năm trong tự nhiên. Một mẫu ốc hóa thạch có cấu trúc hóa thạch rất là độc đáo. Đây là cái trên cái nền đá gốc, ốc đã ký sinh vào hóa thạch. Hóa thạch như quá trình cái vỏ ốc này hàng triệu triệu năm thì nó sẽ được thay thế dần bằng cái lớp đá nó đùn vào liên kết lại với nhau hàng triệu triệu năm và hình thành lên các cái sản phẩm ốc hóa thạch như này. Đấy, quý vị cùng quan sát kỹ nhé. Đấy, gần như còn nguyên cái hình dạng con ốc. Cái này thì gần như nó trong hóa thạch là nó được bao bọc lại cả một tảng đá ngoài luôn, rất chi là hay. Mẫu này nó có bề ngang này là 6 cm và chiều cao này là 5,2 cm, một mẫu khá độc lạ. Những dòng ốc hóa thạch như thế này nó không có nhiều. Và hiện cái mẫu ốc hóa thạch này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 230.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng ốc hóa thạch chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và nếu có nhu cầu mua hàng thì quý vị đừng quên liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.